Quýu xuống hết hồn. Rồi hôm nay mình đi xuống khu vực Vĩnh Sương bữa đó câu nữa nha các bạn. Thì hôm nay mình đi xuống những cái điểm mới mà hôm đó mình câu cá lăng đó, thấy cũng dính ok. Thì hôm nay mình đi xuống nữa nha cả nhà. Thì cả nhà nhớ xem kênh cho đăng ký ủng hộ mình nha. Mình tới đây rồi, nãy giờ mình mới bỏ xuống nè. Bây giờ mình quay review những khu vực mà mình đang câu cho các bạn xem nha. Đây. Đó. Đây là khu bè ta, bè ở đây là rất là thưa chứ không phải là dày nha. Thì câu chỗ này cũng có cá lăng nữa, mà có cá nhỏ cá bự thì mình cũng chưa biết nha các bạn. Thì để thôi mình hạ xuống mình câu thử coi nó làm sao. Các bạn nhớ chờ đón xem cá sát ghẻ này gì nè các bạn. Đúng rồi. Cá này chắc mình nghi cái không bự đâu các bạn ạ. Nó cỡ gì không? Nó có cá bự thì nó ăn trước rồi. Trời, nó làm hết sức bự. Tưởng nó bự dữ. Luôn này các bạn. Đấy cũng lơi gai nha các bạn, nhưng mà cá nhỏ nhiều, không biết có cá bự hay không mình chưa biết.
xuống lụm luôn. Này nhìn giống cá dồ quá nha. Dồ cái gì? Dồ gỗ gàng. Gỗ gàng cá dồ luôn. Cá dồ chà bá luôn. Ừ. Thả xuống lụm cá dồ. Tới bầu tử giống luôn gì trời. Cắt lưỡi mẹ đi. Ồ cá, cá tôm cái gì nữa các bạn ơi. Chín tôm quá. Chín tôm. Tôm. Tôm thứ già luôn. Quá khứ cái càng rồi. Bị quấn vô càng. Các bạn ơi, để nó có lăng.
chả giống cá dầu với chả. Cá dầu luôn. Ăn rớt cục luôn. Cá này bự lắm cả nhà ơi. Đó. Nó chạy rồi. Lưới lớn đây chạy quá khứ chạy rồi cả nhà ơi. Mắc cỡ gì vậy? Lên cá ơi. Có cái gì vậy nhà ơi? Cá nó hết sức bự rồi. Xuống được mà lên chưa thấy được. Quá vô cái gì chạy. Dạ. Chạy gieo gieo luôn. Cái đó trời, cái đó cái gì trời. Đi xuống được mà lên không được trời. Khó ăn con này quá các bạn ơi. Xuống thì xuống mà lên thì không lên, bá còng dây rồi. Con này rất là bự. Bá không như nào trời. Thấy đó nó bá lại trời. Đây, lên luôn đi cá ơi. Lên luôn. Nó luôn cả nhà ơi. Quá hên. Ồ. Quá im các bạn ơi. Chạy tươi vậy chăng luôn. Con gì ngớp quá ngớp. Hết hồn. Ủa. Lên mà. Hẹp đi. Cá lăng bạch tạng.
Ây da, trắng trời. Đây, hôm nay được nhiều các bạn ơi. Hả? Trời ơi, chạy dữ rồi. Thì hôm nay cũng câu được cá lăng bự bự nha các bạn. Đây, kết quả của buổi chiều này. Tôm cá đầy đủ. Tôm này ngủ mà, nhéo. Nhéo nhéo luôn đi. Sang độc mới được. Hôm nay được thấy con này to nha các bạn. Con này mới to nhất. Cao trời. Làm lục cặp hết không. Con này mới to nè. Con này mới to. Khốn biến. Quay. Ký. Hơi ký. Hơi ký á. Đó. Hôm nay cũng được nhiều nha các bạn. Được thay cá đây. Bây giờ mình chuẩn bị dài các bạn. Cũng hơi trễ rồi. Nhà phút 90. Mình sang qua đây là mình chạy dài cho nó sống đúng không? Đấy, mình chạy nó bị khô được. Nó sẽ chết. Mình chạy nó bị khô này. Con này lăn vàng nè. Chuồn về các bạn ơi. Đây mình đang trên đường về nha các bạn.